Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối tăng cường xét nghiệm COVID-19. Quản lý chặt tuyến biên giới để phòng chống dịch COVID-19. Bình Thuận vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại La Di. Điện Biên phạt tù đối tượng tổ chức đưa người vượt biên. Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công điện hỏa tốc về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện, trường học trực thuộc khẩn trương thực hiện giãn cách trong bệnh viện, ra soát về mặt chuyên môn, điều trị, lập danh sách phân loại tình trạng người bệnh, hạn chế tiếp nhận người bệnh không phải trường hợp cấp cứu, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cho toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà, chỉ chuyển tuyến khi có kết quả âm tính. Khi người bệnh ra viện phải thông báo cho Sở Y tế địa phương, CDC các tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe, bố trí đủ nhân lực, phân chia ca kíp hợp lý, đảm bảo phục vụ người bệnh sau khi giãn cách. Bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện báo cáo số người bệnh điều trị nội trú, số lượt khám bệnh hàng tuần và tình hình triển khai văn bản này về Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh trước 16 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2021 trên hệ thống phần mềm trực tuyến. Trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn qua khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thực hiện tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Trong đó chú trọng siết chặt các khu vực đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập. Những ngày gần đây, khi tình hình dịch COVID-19 trong nước và các nước lân cận bùng phát trở lại, trên tuyến biên giới Việt-Lào, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Đặc biệt, chú trọng tại những nơi xung yếu có nhiều đường mòn lối mở để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài 4 chốt cố định đơn vị đã triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua, hiện nay, đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương tiếp tục bố trí 9 tổ, mỗi tổ 3 đồng chí chặn ở các đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương hiện quản lý bảo vệ gần 24 km đường biên giới. Đây là khu vực có địa hình rừng núi hiểm trở, dân cư sống rải rác ở khu vực giáp biên. Từ đầu năm 2021 đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương đã phát hiện và bắt giữ 5 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Cùng với hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng biên phòng còn cử một tổ tuyên truyền lưu động đến các bản vùng biên để vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Không riêng gì Việt Nam mà kể cả các nước lân cận láng giềng của nước Việt Nam ta thì cũng đã xảy ra rất nhiều về cái dịch COVID-19, nên là phải tuyên truyền bà con không được vượt biên trái phép và cũng không được cho bên bạn, người thân ở bên kia sang thăm thân bên này, tức là để phòng chống dịch bệnh lây lan. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện nghiêm các nhiệm vụ như trực 100% quân số tại các đơn vị, các điểm chốt, triệu tập các đồng chí đang nghỉ phép, nghỉ tranh thủ ở các địa phương, gia đình trở lại thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì tốt 51 cái tổ chốt đang duy trì ở trên biên giới, làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ nhân dân ở khu biên giới nắm và hiểu rõ về cái tác hại của dịch bệnh COVID-19, và từ đó sẽ phối hợp cùng với lại bộ đội biên phòng để trở thành những cái pháo đài, những cái chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang ngày đêm căng mình bám trụ trên tuyến biên giới Việt-Lào. Qua đó thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Là khu vực thường xuyên phải tiếp xúc với người về từ nhiều địa phương, người nhập cảnh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Sáng ngày 11 tháng 5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động. Trong điều kiện tăng cường phòng chống dịch, thực hiện đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, hơn 2.000 cán bộ nhân viên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện nguồn lây, tạo tâm lý yên tâm cho hành khách qua cảng.
Công việc của em thì là thợ máy, trong thợ máy về bảo dưỡng máy bay thì cái việc tiếp xúc với tổ bay cũng như là hành khách cũng khá là nhiều. Vì là em là trực tiếp làm việc ở trên tàu nên là cái vấn đề mà lo ngại trong cái phần Covid-19 thì khá là cao. Cho nên là cái việc test Covid thì giúp bọn em yên tâm hơn. Dù thường xuyên phải tiếp nhận các chuyến bay đưa người nhập cảnh và đã có hành khách dương tính với SARS-CoV-2 từng đến sân bay, nhưng nhờ công tác phòng chống dịch được chú trọng và siết chặt mà đến nay, an toàn tại sân bay Đà Nẵng vẫn luôn được đảm bảo. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc các cái biện pháp phòng dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong đó thì việc triển khai các cái biện pháp để phòng chống dịch cho cán bộ nhân viên cũng như hành khách thông qua cảng được bảo đảm nghiêm túc. Đến thời điểm này, dù chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, song nguy cơ lây nhiễm vẫn luôn thường trực. Do đó, tình hình an ninh kiểm soát phòng dịch tại đây luôn được thắt chặt nhiều vòng nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như cán bộ nhân viên. Theo quy định, trường hợp tiếp xúc gần F1 của các ca COVID-19 thì phải cách ly tập trung, còn F2 chỉ cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, nếu F2 không tuân thủ đúng quy định cách ly tại nhà thì khi F1 trở thành F0 sẽ rất nguy hiểm. Do đó, đòi hỏi tất cả đều phải tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, không được chủ quan, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp F2 này đang được cách ly tại nhà sau khi xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa phát hiện có người là F1 tại địa phương. Người cách ly tại nhà đã nghiêm túc tuân thủ quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đặc biệt không ra ngoài trong thời gian cách ly. Gia đình thực hiện cái nghị định của chính phủ đưa ra, cách ly tại nhà là 100%, hạn chế tiếp xúc của nơi đông người. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của địa phương cũng cử lực lượng thường xuyên nhắc nhở người cách ly y tế tại nhà, kiểm tra thân nhiệt 2 lần một ngày, yêu cầu F2 tuân thủ cách ly đủ 14 ngày. Đối với những trường hợp F2 thì hiện nay là đã cho quyết định cách ly tại nhà và cũng đã có thành lập các tổ theo dõi giám sát cộng đồng để mà theo dõi những cái trường hợp này, không cho những cái trường hợp F2 này ra cộng đồng. Người dân, nhất là các trường hợp có yếu tố dịch tễ khi có lệnh cách ly cần phải tuân thủ nghiêm theo quy định. Có như thế mới sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, kiểm soát tốt nguồn lây trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý các chợ và Quản lý các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Đa số người tiêu dùng và tiểu thương đều có ý thức cao về việc phòng dịch, chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Để nhắc nhở người tiêu dùng cũng như các tiểu thương về tuân thủ phòng chống dịch COVID-19, mỗi ngày, đội tự quản chợ Quỳnh Mai đều thông báo qua loa và đi kiểm tra thực tế quanh chợ mùng 8 tháng 3 và khu vực chợ Quỳnh Mai tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sáng thì chúng tôi 6 giờ 30 đã có mặt ở địa bàn để thường xuyên nhắc nhở bà con, tức là cả khách mua và người bán là thường xuyên phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tụ tập quá đông người. Hàng ngày thì chúng tôi cũng ra quân và đưa loa tuyên truyền. Ý thức được mức độ lây lan nguy hiểm của dịch bệnh lần này, mỗi người dân khi đi chợ đều tuân thủ quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Người mua, người bán đều tự giác nâng cao ý thức phòng dịch. Khi bán hàng ấy, nói chung là khách vào đến nơi là tôi bao giờ tôi cũng bảo khách phải đeo khẩu trang, giãn cách ra để đi để bảo vệ cho cả khách hàng lẫn người bán và cộng đồng. Bây giờ đang dịch bệnh này mà chợ búa thì rất chi là vắng khách, mà những người dân mà không có ý thức là mình cũng không bán hàng để cho đảm bảo tốt về dịch bệnh. Khi đi siêu thị và đi ra chợ thì mình sẽ đeo khẩu trang này, và vào siêu thị thì mình sẽ dùng nước sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Ngoài ra nếu mà ai mà có ý thức hay là chưa đeo khẩu trang các thứ thì mình sẽ nhắc nhở mọi người một chút. Tại các siêu thị, việc phòng chống dịch cũng được thực hiện nghiêm túc theo quy định 5K của Bộ Y tế. Chúng tôi thì luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay hàng ngày của các cái đồ dùng ở trong siêu thị, như là cánh cửa ra vào rồi là các cái làn thì đều được sát khuẩn hàng ngày rất là đầy đủ. Với khách hàng vào chúng tôi cũng nhắc nhở khách là đeo khẩu trang đầy đủ và xịt khuẩn tay khi vào khi ra siêu thị. Ý thức của khách hàng bây giờ người ta cũng ý thức được rất là tốt rồi, là họ cũng đề cao là tự bảo vệ cho bản thân mình, cho nên họ cũng chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Hiện nay trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội
và mỗi người dân phải cùng vào cuộc thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng chống. Tại những nơi thường xuyên tập trung đông người như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thì ý thức của người dân sẽ góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 3 trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trường hợp thứ nhất, học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm 2021 hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước, bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi. Những trường hợp này phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên. Trường hợp thứ hai, học sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi. Các trường hợp này phải có điểm của những bài đã thi đạt từ 5 trở lên, có xếp loại học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên ở lớp 12. Trường hợp thứ ba, học sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 36/2019 NĐ-CP là vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế. Đối với thí sinh là bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp giống các trường hợp đặc biệt khác như tai nạn, ốm đau, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác. Điện Kính Thiên nằm trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình xưa. Nơi này đã từng đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều ban những việc quốc gia đại sự. Sau gần 20 năm kể từ khi ý tưởng phục dựng Điện Kính Thiên được bàn thảo, đề án này tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội và Viện Khảo cổ học đã hoàn thành đợt khai quật khảo cổ 1.000m² tại khu vực phía đông bắc, nền chính của Điện Kính Thiên. Kết quả thu được là cơ sở quan trọng hướng tới phục dựng Điện Kính Thiên trong thời gian tới. Khu vực nghiên cứu năm nay là nó cho phép mình hiểu về cái kiến trúc rõ hơn của cái không gian chính Điện Kính Thiên. Đó là nó có một hay hai hay ba khu vực. Một cái khu vực của chính Điện Kính Thiên và một cái khu vực của chính Điện Cần Tránh. Hai cái khu vực quan trọng bậc nhất trong Hoàng cung Thăng Long, thời Lê và thời Lê Sơ. Hiện Hà Nội tập trung vào phục dựng lại Điện Kính Thiên với mong muốn giai đoạn 2021-2025 sẽ có dự án cấp chính phủ hoặc cấp thành phố phục dựng được cung điện này. Tuy nhiên, đến nay mới khai quật được khoảng 6% của Hoàng thành Thăng Long. Nhiều nhà khoa học lo ngại rằng với tiến độ như cũ thì nhiều năm nữa các nhà khoa học cũng khó có thể hiểu hết được về khu Điện Kính Thiên. Nếu chúng ta có một cái kế hoạch cụ thể tập trung vào cái vùng lõi của Cấm Thành thì có thể trong một số năm chúng ta có một kết quả tương đối rõ về cái trung tâm của Cấm Thành hay cái lõi của Cấm Thành Thăng Long. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cơ sở để nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên nhiều hơn. Vì vậy, các nhà khoa học đề xuất cần thúc đẩy thành lập một bộ phận nghiên cứu về khôi phục Điện Kính Thiên, bao gồm các nhà khoa học và các chuyên gia tư vấn. Bộ phận này tiếp tục làm các khai quật khảo cổ và tìm trong tư liệu lịch sử của Việt Nam và nước ngoài để phục vụ việc phục dựng Điện Kính Thiên. Trong bối cảnh việc cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh chứng khoán tăng mạnh so với năm trước, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát doanh nghiệp phát hành trái phiếu sử dụng vốn đúng mục đích, xác định sớm các dấu hiệu bất thường và rà soát việc đầu tư trái phiếu đối với các doanh nghiệp có số dư phát hành lớn. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng thận trọng cấp tín dụng tại các địa bàn đang có sốt đất, các dự án tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Tốc độ mở tài khoản chứng khoán cá nhân vẫn tăng mạnh sau tháng 3 với hơn 113.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân được mở mới. Số lượng này tiếp tục tăng thêm hơn 110.000 tài khoản trong tháng 4. Báo cáo mới nhất của HSBC cũng cho biết chính việc số lượng tài khoản chứng khoán mở mới hàng tháng liên tục đạt kỷ lục đã giúp thanh khoản thị trường Việt Nam tăng mạnh và hiện đã gần bằng Singapore, hơn thị trường Malaysia và Indonesia. Lượng lớn tiền được bơm vào thị trường chứng khoán đến từ dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Duy, sinh năm 1982, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chủ tài khoản Facebook có tên Hà Nội Phố, địa chỉ https://www.facebook.com/
facebook.com/hanoiphotv do có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật. Cụ thể, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, ông Trần Văn Duy đã sử dụng tài khoản Facebook Hà Nội Phố để đăng tải thông tin Hà Nội Phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa, kèm theo một video clip về trải nghiệm đường phố Hà Nội ngày 4 tháng 5. Qua xác minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định nội dung thông tin đăng tải nêu trên là sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và căn cứ theo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phạt 12,5 triệu đồng về vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Duy. Hiện tại, ông Trần Văn Duy đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook của mình. Sau 10 ngày từ khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 ngày 30 tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên xử lý 228 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, phạt tiền hơn 400 triệu đồng. Trong đó, không đeo khẩu trang hơn 200 trường hợp, phạt 250 triệu đồng. 17 trường hợp không chấp hành quy định tạm dừng kinh doanh, bị phạt 120 triệu đồng. Không khai báo y tế, 3 trường hợp, phạt 30 triệu đồng. 2 trường hợp không chấp hành quy định cách ly y tế, bị phạt 15 triệu đồng. 1 trường hợp qua biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh, bị phạt 4 triệu đồng. 1 số trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, bị phạt 350.000 đồng một lần. Trong đó có 2 quán game tại thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ bị lực lượng chức năng xử phạt mỗi quán 15 triệu đồng và vẫn cho người đến chơi game và không đeo khẩu trang. Liên quan tới phóng sự buông lỏng quản lý khoáng sản tại thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận mà chúng tôi đã đưa tin, mặc dù việc khai thác khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Toàn dẫn đến tình trạng chảy máu khoáng sản gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương. Tuy nhiên đã biết đến nội dung mà chúng tôi phản ánh, nhưng các cơ quan chức năng của thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận vẫn bình chân như vậy, còn doanh nghiệp Thanh Toàn thì đóng cửa tránh báo chí. Thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, ngày 4 tháng 5 năm 2021, một ngày sau khi thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Toàn khai thác khoáng sản trái phép được lên sóng. Trên tất cả các tuyến đường, không còn xuất hiện đoàn xe gắn mác Thanh Toàn quậy phá nữa. Tuy nhiên, dấu vết của những bãi khai thác trái phép này vẫn còn nham nhở. Liên quan đến thông tin công ty 577 chi nhánh Bình Thuận mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm nghìn mét khối vật liệu được khai thác trái phép của đoàn xe Thanh Toàn, lãnh đạo công ty này vẫn cố khẳng định với phóng viên mình không hề biết đến công ty Thanh Toàn. Cái bậc đỉnh hầm với Thanh Toàn tu người ta được khắc phục mà nói về mặt quan hệ kinh tế nhân sự chúng tôi không có giao dịch gì với Thanh Toàn. Những sự thật về những đoàn xe và tài liệu liên quan đến việc doanh nghiệp này sử dụng nguồn vật liệu lậu được khai thác trái phép bởi xe Thanh Toàn là không thể chối cãi. Tìm đến công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Toàn theo lịch hẹn của lãnh đạo công ty này, thế nhưng ông Nguyễn Thanh, giám đốc công ty lại cho biết hiện đang bận đi công tác ở Phan Thiết, không thể làm việc như đã hẹn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cũng cùng với một lý do, bà Lâm, tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã La Ghi cho biết, ông Phạm Trọng Nhân, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Ghi hiện đang rất bận đi công tác ở Phan Thiết nên chưa thể có cuộc làm việc chính thức với phóng viên. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Văn Nhật và đồng bọn về hành vi tổ chức cho 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, vào ngày 28 tháng 3, Nguyễn Văn Nhật được một người bạn thuê đưa 9 người quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội lên Điện Biên, sau đó xuất cảnh trái phép sang bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì với mức giá 15 triệu đồng một người. Sau đó, Nguyễn Văn Nhật tìm thuê Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Vư A Nính và A Phong để cùng thực hiện. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng dịch. Do đó, ngoài đối tượng Vư A Nính chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù, Nguyễn Văn Thịnh và A Phong cùng chịu mức án 5 năm tù. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian.